Kính chào quý vị, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 11 2014, phần đầu chương trình có những thông tin đáng chú ý sau. Quốc hội thông qua luật tổ chức tòa án nhân dân và luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân sửa đổi. Thủ tướng tham dự hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển. CPI tháng 11 giảm 0,27%. Đồng bằng sông Cửu Long có 51 khu công nghiệp và khoảng 200 cụm công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày. Thưa quý vị, chiều hôm qua 24 tháng 11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân sửa đổi và nghị quyết thi hành hai luật này. Thảo luận về việc phê chuẩn công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và việc phê chuẩn công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật. Với 83,5% phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi và nghị quyết thi hành luật tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi. Luật gồm 11 chương, 98 điều, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tòa án Nhân dân, về thẩm phán, hội phán và các chức danh khác trong Tòa án Nhân dân, về bảo đảm hoạt động của Tòa án Nhân dân. Luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân sửa đổi gồm 6 chương, 101 điều, được Quốc hội thông qua với 82,7% phiếu tán thành. Luật quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, tổ chức bộ máy, cán bộ, kiểm sát viên và các chức danh khác trong Viện Kiểm sát Nhân dân, bảo đảm hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân. Cũng trong phiên họp buổi chiều, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận việc phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, và việc phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền của người khuyết tật. Chiều hôm qua 24 tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng với đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thủ đô Viêng Chăn, Lào, bắt đầu chuyến tham dự hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 8. Hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam là cơ chế hợp tác quan trọng duy trì ổn định an ninh chính trị, an toàn xã hội tại khu vực biên giới ba nước. Hợp tác giữa 13 tỉnh khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam trong thời gian qua đã thu được một số kết quả đáng ghi nhận trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động trao đổi thương mại khu vực biên giới được đẩy mạnh, các quy định về thủ tục thương mại từng bước được đơn giản hóa. Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của cả ba nước trong khu vực tam giác phát triển đạt khoảng 10% năm. GDP bình quân đầu người đạt 1.340 đô la Mỹ năm 2013. Hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 8 sẽ kiểm điểm, rà soát việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam đến năm 2020 và biên bản ghi nhớ về cơ chế ưu đãi đặc biệt cho khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam, đánh giá những khó khăn tồn tại trong việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại khu vực này cũng như đề ra những phương hướng hợp tác trong giai đoạn tới. Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao lần này nhằm củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào, đồng thời củng cố quan hệ hợp tác toàn diện với Campuchia, cũng như tăng cường phối hợp giữa ba nước trong triển khai các chương trình hợp tác quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội trong khu vực tam giác phát triển. Triển khai từ năm 2009, dự án việc làm tốt hơn do Tổ chức Lao động Quốc tế ILO và Tổ chức Tài chính Quốc tế hỗ trợ đã giúp cải thiện điều kiện làm việc, tiền lương, phúc lợi, an toàn vệ sinh lao động cho hàng trăm ngàn công nhân tại Việt Nam. Đây là thông tin công bố tại hội thảo tổng kết 5 năm hoạt động của dự án. Dự án việc làm tốt hơn được thực hiện với mục tiêu tăng cường các doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn theo Luật Lao động Việt Nam và Luật Lao động Quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong các ngành xuất khẩu của Việt Nam. Sau 5 năm triển khai, dự án đã có hơn 350 doanh nghiệp may, tương đương với 1/4 số lượng các nhà máy sản xuất dệt may xuất khẩu trong nước tham gia cải thiện điều kiện việc làm. Hơn 350.000 công nhân lao động được tập huấn các kiến thức pháp luật lao động và hưởng các chế độ tốt hơn về tiền lương, phúc lợi. Dự án cũng đưa hàng trăm khuyến nghị giúp doanh nghiệp cải tiến năng suất lao động và môi trường làm việc. Trong thời gian tới, dự án sẽ hợp tác với các bên liên quan nhằm tăng cường năng lực thanh tra lao động, cũng như đẩy mạnh hoạt động đối thoại giữa chủ sử dụng lao động và người lao động.
chương trình là những thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, với tổng vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt sắp xỉ 1,2 tỷ đô la Mỹ, Đồng Nai vươn lên xếp thứ 3, chiếm tỷ lệ 10,5% trong tổng nguồn vốn FDI đầu tư vào Việt Nam. Đứng đầu là Bắc Ninh thu hút được khoảng 1,36 tỷ đô la Mỹ và tiếp đến là Thành phố Hồ Chí Minh với 1,28 tỷ đô la Mỹ. Theo dự báo mới nhất về kinh tế Việt Nam 2014-2015 của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Tỉnh Đồng Nai sẽ là một trong các địa phương tiếp tục dẫn đầu về phát triển công nghiệp với sự phát triển nhanh về quy mô, năng lực sản xuất và tỷ trọng dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ ngày càng gia tăng. Các dự án thu hút đều phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, công nghiệp sạch, dự án có vốn đầu tư lớn. Tổng cục Thống kê vừa cho biết chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 giảm 0,27% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, tăng 2,08% so với tháng 12 năm trước. Và đây là hiện tượng khá hiếm gặp kể từ năm 2008, là năm khủng hoảng kinh tế thế giới. Giá cả các mặt hàng trên thế giới tăng đột biến vào 6 tháng đầu năm, sau đó giảm dần vào những tháng cuối năm giảm mạnh, do đó đã ảnh hưởng đến giá cả trong nước. Tháng 11 năm 2008 giảm tới 0,76% do giá một số mặt hàng thiết yếu giảm mạnh như lương thực, ga, xăng dầu, thép xây dựng. Cũng theo Tổng cục Thống kê, mức tăng 2,08% với tháng 12 năm trước cũng là mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 11 giảm chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh hai đợt giảm giá vào ngày 23 tháng 10 và 7 tháng 11, nên chỉ số giá nhóm giao thông giảm khá mạnh, giảm 27,5%, đóng góp 0,24% vào mức giảm chung của CPI. Bên cạnh đó, giá ga thế giới giảm mạnh, nên giá ga trong nước được điều chỉnh giảm 40.000 đồng trên một bình từ ngày 1 tháng 11, càng góp phần cho CPI tháng 11 giảm hơn so với tháng trước. Còn tại Vĩnh Long, theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 của tỉnh Vĩnh Long tiếp tục giảm ở mức 0,44% so với tháng trước. Trong đó, khu vực thành thị giảm 0,46%, khu vực nông thôn giảm 0,43%. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp tỉnh Vĩnh Long có CPI giảm. Nguyên nhân chủ yếu là do giá phần lớn các mặt hàng lương thực thực phẩm có xu hướng ổn định và giảm nhẹ. Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm khá mạnh đã tác động lan tỏa đến giá sản xuất và tiêu dùng, ảnh hưởng gián tiếp đến việc giảm CPI của tỉnh. Trong tháng, giá của 20 trên 32 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng bình ổn so với tháng trước. Chỉ có 6 trên 32 nhóm hàng hóa dịch vụ tiêu dùng tăng giá tác động làm cho CPI chung tăng 0,04%. Và có 6 trên 32 nhóm giảm giá mạnh tác động kéo giảm CPI chung 0,48%. Sau 11 tháng, CPI của tỉnh Vĩnh Long chỉ tăng ở mức là 1,89%, thấp hơn tốc độ CPI cùng kỳ là 0,82%. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng bằng sông Cửu Long hiện có 51 khu công nghiệp và khoảng 200 cụm công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy và thuê đất mới chiếm khoảng trên 50%. Các tỉnh có tỷ lệ khu công nghiệp lấp đầy cao thuộc Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ. Long An là địa phương dẫn đầu đồng bằng sông Cửu Long với 28 khu công nghiệp trên 10.216 ha, 16 khu đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy là 46,64%. 6 tháng đầu năm, các khu công nghiệp của tỉnh đã thu hút được 821 dự án, gồm 282 dự án đầu tư nước ngoài với trên 2 tỷ đô la Mỹ và 539 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn là hơn 29.554 tỷ đồng. Đứng thứ hai là thành phố Cần Thơ có 8 khu công nghiệp đang hoạt động, trong đó có 3 khu công nghiệp cơ bản đã lắp đầy: Trà Nóc 1, Trà Nóc 2, Thốt Nốt, 5 khu công nghiệp đang được triển khai xây dựng. Còn tại Vĩnh Long, tỉnh cũng đang thực hiện chương trình xây dựng điều chỉnh kế hoạch phát triển các khu cụm tuyến công nghiệp giai đoạn 2011-2015. Mục tiêu của kế hoạch này là đến năm 2015 sẽ thu hút các dự án đầu tư lấp đầy khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 2, khu công nghiệp Bình Minh và cụm công nghiệp Quế An, huyện Vũng Liêm, hoàn chỉnh hạ tầng để thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp Đông Bình, Thuận An, huyện Bình Minh, khu công nghiệp Bình Tân và cụm công nghiệp Tân Quế, huyện Bình Tân. Dự kiến tổng kinh phí đầu tư cho công tác phát triển khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 là trên 3.320 tỷ đồng. Nguồn vốn này được quy động từ hỗ trợ của ngân sách và các doanh nghiệp đầu tư.
Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư công, ưu tiên vốn đối với các công trình trọng điểm mang tính đột phá, nên Vĩnh Long đã nâng được hiệu quả vốn đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Năm nay, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ở Vĩnh Long ước đạt gần 11.000 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với năm ngoái. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước tăng gần 1%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 8,5% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 4%. Riêng vốn đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản, các ngành các địa phương phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hết nguồn vốn được bố trí trong năm hơn 1.993 tỷ đồng. Việc bố trí vốn được tỉnh chú trọng vào công trình thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, hạ tầng nông nghiệp nông thôn, các xã nông thôn mới, các công trình về an ninh quốc phòng, các dự án cấp thiết đảm bảo đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế cũng như đời sống dân sinh. Thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 18 trên 20 chi nhánh tổ chức tín dụng và 4 quỹ tín dụng nhân dân thực hiện chương trình đầu tư vốn tín dụng cho nông nghiệp nông thôn. Và trong giai đoạn từ năm 2011 cho đến năm 2014, doanh số cho vay 89 xã nông thôn ước đạt 41.662 tỷ đồng và tốc độ tăng bình quân đạt gần 11% năm, tăng cao hơn tốc độ tăng doanh số cho vay toàn tỉnh với gần 518.000 lượt khách hàng được vay vốn. Đến cuối năm 2014, dư nợ cho vay 89 xã nông thôn ước đạt 7.000 tỷ đồng, chiếm 46,1% tổng dư nợ toàn tỉnh, tốc độ tăng bình quân đạt 9,84% một năm, với gần 173.000 khách hàng còn dư nợ. Tuy tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn cao hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ toàn tỉnh, nhưng hiện nay, các ngân hàng đầu tư chủ yếu cho vay hộ dân, đầu tư từng khâu riêng lẻ của các chuỗi sản xuất nên gặp khó trong việc nâng mức cho vay, quản lý việc sử dụng vốn. Trước thực tế đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại mở rộng mạng lưới hoạt động về nông thôn, bổ sung cán bộ tín dụng giỏi về nghiệp vụ ngân hàng, am hiểu về lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn để tư vấn, thẩm định các dự án vay vốn của khách hàng, đẩy mạnh huy động nguồn vốn tại chỗ, đáp ứng đủ vốn đầu tư tín dụng. Trước thực trạng dịch bệnh trên tôm nuôi và một số loài thủy sản đang lan rộng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát vừa có chỉ thị số 9270 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu chỉ đạo các giải pháp tăng cường công tác thú y thủy sản. Theo báo cáo của các địa phương, từ đầu năm 2014 đến nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của cả nước bị thiệt hại lên đến 49.794 ha, trong đó tập trung chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long và khu vực miền Trung. Để đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp bách triển khai công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản. Trong đó, 11 tỉnh và thành phố gồm Bến Tre, Vĩnh Long, Cà Mau, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai, Trà Vinh khẩn trương tổ chức xây dựng, phê duyệt kế hoạch và bố trí kinh phí để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản. Năm 2015, tập trung phòng chống bệnh đốm trắng và bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm nuôi nước lợ, ra soát đầu tư, nâng cấp các phòng thử nghiệm của địa phương đạt chuẩn theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, muỗi hành xuất hiện và gia tăng ngày càng nhiều trên đồng ruộng, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết có độ ẩm cao, nhiều sương mù trong vụ lúa đông xuân, càng tạo điều kiện thuận lợi để muỗi hành càng phát triển. Đây là đối tượng khá nguy hiểm, nếu không quan tâm phòng trừ, sẽ gây hại cho năng suất lúa sau này. Theo ngành chuyên môn, muỗi hành thường tấn công cây lúa ở giai đoạn mạ và đẻ nhánh. Loại muỗi này có kích thước bằng muỗi nhà, bụng có màu đỏ hồng, trứng của nó đẻ trên lá lúa. Sau khi trứng nở, ấu trùng như con dòi sẽ bò xuống phần dưới bẻ lá và đục vào đỉnh sinh trưởng để gây hại. Khi gây hại, sẽ tiết ra nước bọt làm cho cọng lúa bị cuộn tròn lại, không phát triển và không trổ lên được. Nếu bị gây hại với mật số cao, sẽ làm ảnh hưởng đến năng suất. Muốn phát hiện được nó thì trong cái giai đoạn mà lúa sinh trưởng đẻ nhánh, bà con nông dân ta cần phải kiểm tra đồng ruộng thường xuyên hơn. Nếu phát hiện thấy những cái chòi lúa mà nó cuộn tròn như cọng hành và cọng năng, đó là dấu hiệu của muỗi hành gây hại. Bà con có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu, chúng ta phun trực tiếp, cũng có thể diệt khi mà con ốc trùng nó chưa chui vào bên trong cây lúa thì chúng ta có thể diệt ở cái thời điểm đó. Hoặc là trường hợp nếu mà bà con đã thấy cái cọng hành nó đã cuộn tròn và cái lúa vào cuối giai đoạn đẻ nhánh thì việc chúng ta sử dụng thuốc phải sử dụng các loại thuốc lưu dẫn bằng cách là chúng ta cho nước vào ruộng xăm xấp khoảng 2 cm và chúng ta rải các cái dạng thuốc hộc để diệt được cái ấu trùng.
Ngoài ra thì nếu mà trường hợp chúng ta phát hiện trễ hơn, khi lúa đã hết giai đoạn sinh trưởng để nhánh, chuẩn bị làm đồng, thì cái thiệt hại của muỗi hành sẽ không còn đáng ngại nữa. Để chủ động phòng muỗi hành gây hại cho lúa đông xuân, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo bà con nông dân nên thực hiện tốt các biện pháp sau. Để phòng trị được cái đối tượng này thì đầu tiên thì bà con cần phải tiến hành vệ sinh đồng ruộng, nên dọn dẹp cỏ bờ hoặc là rơm rạ, gốc rạ để mà diệt cái nơi cư trú của muỗi sau mỗi vụ lúa thu hoạch. Vấn đề thứ hai là bà con nên gieo xạ đồng loạt tập trung, tránh xạ kéo dài thì cái việc mà nó nhân mật số từ cái lứa trước sang cái lứa sau để gây hại. Vấn đề thứ ba là bà con bón phân cân đối để tránh việc bón thừa phân đạm. Hiện nay các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long đang tập trung xuống giống rộ vụ lúa đông xuân. Để phòng ngừa tốt muỗi hành gây hại, bà con nông dân cần thực hiện tốt hướng dẫn của ngành chuyên môn, làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng, xuống giống tập trung, bón phân cân đối và thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm muỗi hành gây hại và phòng trị kịp thời. Mở đầu một điểm báo sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin nổi bật đăng trên báo Thanh Niên. Báo Thanh Niên số ra ngày hôm nay đặt ra một số vấn đề hết sức thời sự và cũng là một bức xúc của dư luận trong thời gian gần đây. Đó là vấn đề tăng giảm giá thị trường bởi tác động của những mặt hàng chiến lược. Ngoài ra, báo Thanh Niên hôm nay còn có nhiều thông tin đáng chú ý như Nga luôn chủ trương tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Việt Nam tăng cường hợp tác với Lào và Campuchia. Quốc hội tranh luận về mô hình chính quyền địa phương, lại có thêm phương án nghỉ Tết 7 ngày. Tòa chưa xử đã kêu quan sai, đề nghị truy tố tập đoàn buôn lậu ô tô cũ, loại bỏ 31 thủy điện ở Gia Lai. Với tiêu đề giảm giá kiểu đối phó, báo Thanh Niên số ra hôm nay đặt một vấn đề nóng hỏi. Xăng dầu đã giảm giá 10 lần, tổng cộng xăng đã giảm tới hơn 5.390 đồng trên một lít, tương đương 20%, nhưng hầu hết các mặt hàng vốn chịu tác động lớn của xăng dầu vẫn nằm im. Thậm chí khi bị kiểm tra, doanh nghiệp mới chịu giảm giá một cách nhỏ giọt theo kiểu đối phó. Bài báo kết luận, trong cơ chế thị trường vốn đề cao quy luật cạnh tranh và tính đào thải, nếu doanh nghiệp tiểu thương không chịu giảm giá bán thì họ sẽ bị người tiêu dùng tẩy chay. Tất cả người kinh doanh phải ý thức điều đó. Tiếp tục đặt vấn đề về những chuyện học, những điều đã quá lạc hậu, báo Thanh Niên số ra ngày hôm nay tiếp tục thông tin về những lạc hậu trong kiến thức của sách giáo khoa và sự phân phối không hợp lý của nội dung khiến người học bị chán và không tin tưởng. Bài báo cho biết, có những phần mà chương trình vật lý ở các nước tiên tiến chỉ chú trọng định tính, không đặt nặng về định lượng, thì ở ta học sinh phải học rất vất vả. Bài báo có nhiều thông tin thú vị, quý vị và các bạn quan tâm có thể tìm đọc. Ngoài ra, trên báo Thanh Niên số ra hôm nay còn có nhiều thông tin đáng chú ý như tỉnh Quảng Ngãi có thể mua 10 triệu đồng một tin tố giác tham nhũng. Vietnam Airlines sẽ đóng quầy làm thủ tục sớm hơn 10 phút. Cứu tàu cá và 7 ngư dân nạn ở Trường Sa. Truy thu hơn 3,6 tỷ đồng chi sai do hiểu nhầm văn bản. Hải quan Tân Sơn Nhất bắt giữ 30.000 viên thuốc gây nghiện. Rắn lục đuôi đỏ cắn nhiều người ở Phú Yên. Báo Tuổi Trẻ sáng nay có nhiều thông tin nổi bật ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội như quan hệ Việt Nga là pho sử vàng, cơ hội vàng để thiết kế chính quyền địa phương. Chỉ số giá tiêu dùng giảm mạnh nhất từ năm 2008, trái quy luật nhưng đáng mừng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ủng hộ nghỉ Tết 9 ngày. Thêm thuốc CDMED điều trị nghiện ma túy. Bị áp thuế bán phá giá, chủ động kiện để tự vệ. Mất đồ khi nhờ dịch vụ chuyển nhà. Chỉ số giá tiêu dùng giảm mạnh nhất từ năm 2008, trái quy luật nhưng đáng mừng, là tiêu đề bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ sáng nay, nội dung bài báo phân tích. Theo các chuyên gia cho biết, tháng 11 là tháng cuối năm, các doanh nghiệp bước vào cao điểm sản xuất kinh doanh. Thông thường chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ tăng, tuy nhiên tháng 11 năm nay, CPI đã giảm với mức giảm không nhỏ, tới 0,27%. Không ít người lo ngại chỉ số giá giảm là do thể trạng nền kinh tế vẫn âm yếu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thì nhìn tổng thể nền kinh tế Việt Nam đang có chuyển biến tích cực. Đây là một tín hiệu mừng nhiều hơn lo. Các bạn tìm đọc thông tin chi tiết ở trang 4 của báo. Đề cập đến vấn đề chống bán phá giá, trên trang 6 của báo Tuổi Trẻ sáng nay có cuộc trao đổi giữa Tuổi Trẻ với ông Trương Đình Hòa, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam. Nội dung cuộc trao đổi cho biết,
với hai lần liên tiếp kết luận Mỹ đã áp dụng các biện pháp không đúng trong cách tính thuế chống bán phá giá với tôm Việt Nam. Tổ chức Thương mại Thế giới cho thấy các nước nhỏ hoàn toàn có thể chiến thắng các mức thuế chống bán phá giá vô lý mà các nước nhập khẩu đưa ra. Tiếp tục phản ánh về việc tràn lan sách nhảm cho trẻ em, trang 13 của báo Tuổi Trẻ hôm nay cho biết. Các nhà nghiên cứu, chuyên viên tâm lý, đại diện các nhà xuất bản đều bày tỏ sự trăn trở lo ngại vì trẻ em hiện nay có thể bị đầu độc dễ dàng từ những sản phẩm sách, truyện tranh, ảnh không lành mạnh. Cho nên cần một màng lọc nhiều tầng, trong đó có sự tham gia của những người làm sách, các cơ quan quản lý và đặc biệt là vai trò quan trọng của phụ huynh trong việc chọn sách, định hướng đọc sách cho con. Còn báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phát hành sáng nay có những thông tin đáng chú ý sau. Sân bay Tân Sơn Nhất mất điện do con người, bán nhà chỉ một cách tính thuế 2%. Cả nể thiếu đấu tranh làm hư cán bộ, viện kiểm sát được điều tra tham nhũng trong tư pháp, hết sợ quá tải nhờ trạm cân tư nhân, vui buồn chuyện Thừa Phát lại lập vi bằng. Hết sợ quá tải nhờ trạm cân tư nhân, bài viết được đăng trên trang 6 của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay thông tin. Với quyết tâm trị xe quá tải, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk đã lắp đặt trạm cân lưu động trên các tuyến quốc lộ 14, 26 và 27. Điều này khiến cho nhiều chủ hàng và tài xế chở hàng nông sản lo âu, bởi lâu nay họ chỉ chở theo kiểu đếm bao tải hàng nông sản chất lên xe chứ không cân chính xác. Cho nên gần đây, nhiều chủ hàng tài xế đã chủ động cân tải trọng trước tại các trạm cân tư nhân. Điều này giúp giảm chi phí cân đo cũng như rút ngắn thời gian xử lý cho lực lượng kiểm tra. Báo Vĩnh Long phát hành sáng nay có nhiều thông tin đáng quan tâm như họp ban chấp hành tỉnh ủy bất thường, bầu đồng chí Trương Văn Sáo, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh làm phó bí thư tỉnh ủy. Nhân ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái 25 tháng 11, đừng dung tay, hãy cầm tay. Hãy hành động xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Dài suy nghĩ về hoạt động du lịch ở Tây Nam Bộ, trong xà lách son Việt Gáp hướng đến siêu thị. Nhân ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái 25 tháng 11, đừng vung tay, hãy cầm tay. Tác giả Thúy Hải cho biết, đừng vung tay, hãy cầm tay, đó là thông điệp, khẩu hiệu truyền thông của chiến dịch quốc gia hay hành động xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái do Liên Hợp Quốc phát động. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng chủ trì với nhiều bộ ngành liên quan hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25 tháng 11. Thông điệp với mục tiêu cùng cam kết chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái, không chỉ trong các gia đình mà còn ở nhà trường, công sở hoặc nơi công cộng. Thông tin chi tiết các bạn tìm đọc trên trang 3 của báo. Với tiêu đề trồng xà lách son Việt Gáp hướng đến siêu thị, bài viết của tác giả Nguyễn Hoàng đăng trên trang 9 của báo Vĩnh Long ngày hôm nay có thông tin. Mặc dù sản phẩm xà lách son đạt Việt Gáp hiện chỉ bán được ở một số siêu thị ở Vĩnh Long và Cần Thơ, với chỉ vài chục ký, nhưng điều này cũng tạo được niềm tin lớn cho nhiều nông dân ở xã Tuần An, thị xã Bình Minh sau hàng chục năm gắn bó với cây trồng này. Hiện 30 hộ trồng xà lách son theo Việt Gáp tiếp tục duy trì sản xuất với mục tiêu tăng sản lượng cung ứng cho siêu thị trong thời gian tới. Báo Cần Thơ phát hành sáng nay có các thông tin đáng chú ý đăng trên trang nhất như sau. Gương mẫu trên mọi mặt trận, phát huy quyền học tập vui chơi của trẻ em. Cần chấn chỉnh việc chuyển viện không an toàn, ươm mầm doanh nghiệp công nghệ. Vào mùa kinh doanh lúa giống, nhà sáng chế nhí. Phát huy quyền học tập vui chơi của trẻ em là tiêu đề của bài viết đăng trên trang 7 của báo Cần Thơ ngày hôm nay cho biết. Không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền trẻ em, trong thời gian qua, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ở thành phố Cần Thơ còn tập trung hướng đến việc bồi dưỡng, phát huy năng khiếu, kỹ năng của trẻ em. Qua đó giúp các em ngày càng hiểu biết về trách nhiệm cũng như quyền được nói lên nguyện vọng, mong ước bản thân đối với các vấn đề liên quan đến cuộc sống và xã hội. Kính thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Sáng. Và ngay lúc này đây, chúng tôi xin phép được mời tất cả quý vị hãy cùng đến với phần dự báo thời tiết. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, hôm nay thời tiết cả nước đều tốt, trời quang mây và ít mưa. Thời tiết trên biển cũng rất thuận lợi cho việc giao thương và đánh bắt.
mây dông và gió giật đã lùi sâu về phía nam. Ngoài ra thì gió mùa đông bắc đang suy yếu, chỉ khu vực Bắc Biển Đông và ngoài khơi Nam Bộ có gió giật cấp 4, cấp 5, các vùng biển khác cũng có gió giật cấp 4, tình trạng biển bình thường. Trong giai đoạn này, thời tiết tốt như hiện nay được dự báo là chỉ xảy ra trong 1 đến 2 ngày. Thời tiết cụ thể từng khu vực ở Nam Bộ hôm nay như sau. Miền Đông Nam Bộ và Mỹ Tho được dự báo là ngày nắng nhiều. Buổi chiều, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh được dự báo là có lúc nhiều mây và có mưa nhỏ, nhưng lượng mưa không đáng kể. Vì vậy, nền nhiệt ngày và đêm tăng rõ rệt, nhiều nơi có nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 34 độ, ban đêm nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 26 độ. Cần Thơ và Rạch Giá trời quang mây và không mưa. Rạch Giá là một vùng ven biển nên nhiệt độ ổn định. Cần Thơ nhiệt độ tăng và có mức cao nhất 34 độ, nhiệt độ thấp nhất cả hai nơi đều giữ mức 26 độ. Ban ngày Phú Quốc mây thay đổi và có mưa rào nhẹ, trời mát, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Cà Mau ít mây không mưa, nhiệt độ ngày cao nhất 33 độ. Tuy nhiên về đêm Phú Quốc oi và nóng hơn với nhiệt độ thấp nhất 27 độ. Cuối bản tin là phần dự báo thời tiết cho khu vực Vĩnh Long và các vùng lân cận được dự báo là giảm mây và nắng nhiều, hầu hết không mưa. Riêng thành phố Vĩnh Long chỉ có mưa nhỏ, nhiệt độ ngày tăng nhẹ và cao nhất trong khoảng từ 32 cho đến 33 độ. Ban đêm nhiệt độ không thay đổi nhiều và thấp nhất 25 đến 26 độ. Đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc bản tin dự báo thời tiết hôm nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi.